Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, hình ảnh mà Master Quốc Thanh đứng ở sau cánh rèm xem Hồng Loan trình diễn, nó làm cho tất cả mọi người gợi lại cái kỷ niệm xa xưa mấy chục năm về trước, khi mà Master Quốc Thanh cũng đứng sau cánh gà để xem cố nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu qua từng đoạn, từng giai thoại, từng thời điểm một, từ lúc mà chưa là cái gì cho đến đỉnh điểm. Công của Má Tư không phải là nhỏ, không các bạn ha, phải nhìn nhận và khẳng định là như vậy. Và ai là người ẵm bé Loan về tới nhà, không các bạn ha? Vào trong nhà thương thì không có vào trong nhà thương, nhưng mà có ẵm bé Loan trao lại cho người nhà, bà nội của Hồng Loan. Một cái cảm giác rất là lạ, ngày xưa và thời gian, tuổi tác, hoàn cảnh, đối tượng, tất cả nó đều thay đổi. Thật sự nó thay đổi rất nhiều lắm. Bây giờ thì Master Quốc Thanh phải nói rằng có một cái cảm giác kêu bằng là nó gợi lại cái kỷ niệm ngày xa xưa, phóng quà. Khi mà đứng bên cánh gà ngày xưa nay, ngày xưa nha, Má Tư cũng đi theo ba của con nè, rồi săn sóc nè, rồi xem ba con trình diễn trên sân khấu nè, bây giờ lại xem con nữa nè. Nó hai cái bối cảnh, nhưng mà trong một cái kỷ niệm. Phải nói thật sự rằng là Má Tư Quốc Thanh như là một người cha thứ hai của Hồng Loan. Hồng Loan cũng có một lên bài và cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ Hồng Loan từ cái ngày đầu tiên mà Hồng Loan lên trên ngôi mộ của cha mình ở Hoa Viên, Bình Dương, để nói rõ cái khuất tất từ ở bên trong sâu thẳm của trái tim của người con gái bé nhỏ bị hà hiếp bởi người cô và người chú cùng với lại người em họ. Từ đó cộng đồng mạng mới khuấy lên một cái phong trào là đòi lại công lý và công bằng cho Hồng Loan. Và dĩ nhiên đã chia ra hai phe, chúng ta tạm gọi là bên chánh và một bên tà. Tại vì một bên mở nhiều tài khoản để lấy tiền của Mạnh Thường Quân gửi về xây một từng viên gạch cho nấm mộ của cố nghệ sĩ và ăn chặn tiền phúng điếu, thì chúng ta không thể nào gọi đó là bên chính được. Không các bạn, nó còn nhiều cái khuất tất gian dối ở bên trong nữa mà người ta vẫn không chịu sao kê, thì chúng ta không thể nào gọi bên phía ấy là bên chính mà phải gọi là bên tà. Và những anh em bên đây là những người YouTuber, những người cùng đến với lại người con gái bé nhỏ, giọt máu duy nhất của cố nghệ sĩ Hồng Loan, đến vì yêu thương, thật sự là đến vì yêu thương, là bên phe chính. Chúng tôi không dám nói là chính nghĩa, tại vì ở đây chúng ta không có đi tìm lại sự tự do, tìm lại công lý hay tìm lại một cái chân lý nào đó cho xã hội, cho cuộc sống, cho đất nước, thì chúng ta cũng không dám mạo muội mà gọi đó là công lý, mà chúng ta không gọi là chính nghĩa, chúng ta gọi là phe chính thôi. Phe chính đó. Và cũng nhờ ơn mưa móc sự linh thiêng của cố nghệ sĩ mà chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã thắng được 70% trên phương diện truyền thông, và cũng như là giành lại một căn nhà ở đường số 5 thời điểm cho Hồng Loan nhờ tiếng nói của rất là nhiều người. Trong đó phải kể đến những anh em mà đến bây giờ vẫn còn sát cánh bên Ni, Ni, Linh Tý, Bích Trâm, Huy Sang, vợ Huy Sang, Nguyên Vũ, Lâm Hùng, đại khái còn nhiều lắm, mình kể không hết đâu các bạn ha. Nhưng mà chúng ta cũng không quên là tất cả những đồng nghiệp nghệ sĩ từng diễn chung, từng được cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh giúp đỡ, đều đồng loạt ủng hộ và giúp đỡ cho Hồng Loan. Như vậy thì chúng ta cũng đã thấy rõ ràng là ai đúng ai sai rồi. Đi một cái đám ma như đám ma của mẹ vợ của
nghệ sĩ Kim Tử Long. Trong khi đó có cái cô, người thì nói rằng là quản lý, người thì nói là ô xin, cô Kim Nga đi với lại những người phía bên kia, thì có ai tiếp đón không? Thì dĩ nhiên người ta là thân chủ, chủ nhà, người ta cũng phải tiếp đón. Nhưng mà cái bàn đó ngồi không ai dám bén mạng tới, không ai muốn dính líu tới những con người mà người ta cho rằng là những người mà tham lam, những con người mà không buông bỏ cái sự trục lợi cho bản thân của mình và trục lợi trên xác chết của anh mình, của cậu mình. Một cái sự mà chúng ta nói rằng là trời không dung đất không tha, xã hội này sẽ loại bỏ những con người ấy. Hôm nay chúng ta nói về hình ảnh của Mã Tử Quốc Thanh đứng ở bên hàng rào ấy, tôi thấy rất dễ thương. Đây hình ảnh này nghe các bạn nha. Chắc các bạn cũng có tôi cũng có đăng ở mấy ngoài hình ảnh của Mã Tử Quốc Thanh đứng sau cánh gà để xem Hồng Loan trình diễn, thức rất là dễ thương các bạn ơi. Có bạn Duyên Anh Bùi thì có viết như thế này: sau cánh gà kia một dáng nhìn, một người tri kỷ đúng nghĩa tình. Bạn đã không còn trên dương thế, hôm nay lại đứng dội theo nhìn. Con gái người xưa tả ân tình, lời ca mộc mạc của chính mình. Thay cha hồi đáp bao nghĩa cử, tiếng hát được trao bởi chữ tình. Cái này nó không là bài thơ, không phải là thất ngôn bát cú, cũng không phải là thơ đường luật, nó giống như là một cái bài thơ tự do hơn các bạn ha. Nó cũng, nhưng mà cái niêm luật nó vẫn có, chẳng hạn các bạn thấy là sau cánh gà kia một dáng nhìn, rồi kế đó là đúng nghĩa tình, rồi bằng trắc là cái câu thứ ba, và câu thứ tư là hôm nay lại đứng dội theo nhìn. Nó nhìn tình hình mình là cái vật này ngày xưa chúng ta hay đi học á, mà thơ này thơ tự do đó các bạn, mà nó cũng có, vẫn có cái niêm lực của nó. Thì chúng ta rất thích làm những loại thơ như thế này đây. Rất hay, cảm ơn bạn. Lý thứ: một người trí kỷ luôn bảo vệ chú Vũ Linh, giờ cũng âm thầm lo lắng cho con gái của chú, đến nỗi hồi kết tốt đẹp Má Tư luôn mãn nguyện yên tâm, trong lòng được khán giả luôn ủng hộ yêu thương. Phải nói thật sự là có Má Tư là một người giống như là người chứng minh lịch sử, những chuyện đã qua, những chuyện đang tồn tại hiện tại và tương lai. Nếu có mặt Mã Tử Quốc Thanh sẽ có một cái ý kiến hay, sẽ dàn xếp được nếu mà câu chuyện đó những anh em không thể nào nói, không thể bằng lòng với nhau, nhưng mà có Mã Tử Quốc Thanh thì mỗi câu chuyện lớn cũng sẽ thành nhỏ, và cái ngôi nhà số 5 sẽ luôn luôn có những cái nụ cười của tình anh em, tình bằng hữu ở đó. Có nhiều người rất đồng tình với tôi là Hồng Loan rất là hiền lành, chất phác thật thà. Tôi coi cái cảnh buôn bán này ha, rồi những lần mà lên livestream nói rất là mộc mạc, không có dùng những danh từ mà ngọt ngào hay là sâu sắc để đề cao bản thân của mình, hay là đánh giá một cái phẩm chất của ai đó. Cô ấy rất là kỹ, không bao giờ nói sau lưng của bất cứ một người nào, đánh giá phẩm chất của người nào hay món hàng nào của người nào. Nhưng một đâu đó cũng có một vài người không đồng tình, cũng ức hiếp và chà đạp bản thân cô, như là nói cô ấy học hành không tới nơi tới chốn. Đáng lẽ cái câu này là phải trách cô và chú của Học Loan mới đúng. Tại vì cha của người ta đi hát miệt mài và để trả nợ cho những đứa em thối hư tật xấu. Đáng lẽ mình ở nhà mình phải làm cái gì đó để giúp anh mình, dạy dỗ cháu mình, đưa cháu mình đi học và kiềm cái việc học hành của cháu mình. Đăng nay mình không làm việc đó thay thế anh mình. Người ta nói chết cha thì níu chân chú,
Còn có một người chú thì lại không nên thân nên hình. Lại cờ bạc, rồi làm những chuyện sai trái đến nỗi mà vỡ nợ, mượn nợ của giang hồ, tới ngay chỗ cánh hát của cha mình đòi nợ luôn. Thì làm sao mà dạy dỗ con cha con cháu được ra đây? Một người chú như thế thì thôi, người chú này còn đang tâm từ bỏ đứa con gái của mình, một đứa con gái rất là ngoan, đó là cháu Bùm Bùm. Trong khi cháu Bùm mang dạ chữa, sắp tới ngày mà ông ấy lên trên mạng xã hội nói những câu đó vì nghe lời của một người bạn, mà người bạn này tôi chưa chắc là người bạn trăm năm của ông ấy đâu. Hồng Loan thì lúc nào cũng cảm ơn tất cả mọi người. Tôi thấy đi hát nhiều người rất là welcome, nhiều người là chào đón từ các bà mẹ nè, ở Châu Đốc nè, ở Tây Ninh nè, người ta chụp hình, trời ơi, người ta thương Hồng Loan dễ sợ luôn á. Mà tôi không biết tại sao các bạn ấy ở phía bên kia, các bạn nhìn không ra, các bạn nhìn không ra được là ai đúng ai sai hay sao vậy. Chúng ta chỉ cần nhìn một cái cặp mắt bình thường thôi thì chúng ta cũng đã đủ nhận thức được rồi. Hình ảnh cô công chúa như là tiểu long nữ không, dễ thương không, cái gương mặt thì giống như là cố nghệ sĩ ghê. Đây là hai anh em Linh Tý với lại Hồng Loan đốt nhang cho tổ trước khi ra hát. Ngày xưa cha của các em ấy là bạn thân tri kỷ với nhau, thì bây giờ tới đời sau họ vẫn là tri kỷ với nhau. Hai vợ chồng thấy dễ thương không? Tại sao tôi đưa cho các bạn những tấm hình vậy? Thì từ từ để tôi đưa lên những tấm hình khác nữa. Đây là những hình ảnh mà khán giả muốn chụp chung với là cô công chúa của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Các bạn có thể thấy rằng khi mà người ta đi đến đâu, từ người lớn cho tới trẻ nhỏ cũng vây quanh. Ngoài những đứa con của Hồng Loan cũng có những trẻ em của người con của người khác nữa. Hồng Loan mà make up lên đồ cũng đâu có thua ai các bạn. Chỉ có cái tội là hơi mớm một chút xíu, hơi nhỏ con chút xíu. Chứ có nhiều hình ảnh mà Hồng Loan chụp giống như là người mẫu chụp hình nhé. Đây là tấm hình mà chứng minh, thấy không, đâu có make up mà quá đáng lắm đâu, cũng không có điệu đà gì đâu. Một tấm hình đơn giản thôi, một chiếc áo dạ vũ, đứng chụp hình kế một cái bình hoa, giản dị mà rất là đẹp. Tôi thấy cái bạn mà Phản Phúc công tử tấn công Hồng Loan ngày đêm vào cái việc kinh doanh của người ta mà người ta không trả lời lại, người ta chỉ gửi cho anh chàng ta một lá thư và nói rằng muốn anh ấy chấm dứt cái việc tấn công vô tội và nhục mạ người ta, vu khống người ta. Đó là cái sự chấp bút của luật sư đấy nhé. Thì mình cũng thận trọng lại đi. Việc gì có thì nói, không có thì thôi. Đừng có ngồi ở nhà mà lên trên mạng này vu khống người ta, quy chụp người ta, đá chén cơm người ta, hất chén cơm người ta. Như là cái vấn đề mà những cái món hàng mỹ phẩm của Hồng Loan thì nói là hàng tồn kho. Hàng tồn kho mà người ta vừa buông ra là bán sạch tiền, không đủ hàng để bán. Nên nhớ rằng mình hại người ta mà sự việc nó không phải là sự thật, mà khán giả ủng hộ cho Hồng Loan là chính bản thân mình hại mình. Vì người ta sẽ biết rằng mình là một người quay xe, mình là một người đã từng tốt nhưng bây giờ đã trở thành quá xấu. Tôi gọi Phản Phúc công tử là dành cho bạn ấy một cái câu nói cũng
cũng còn cái giá trị trên mạng xã hội đấy. Chứ theo người ta thì nhiều người đã nói rằng là gọi hắn rằng là tiểu nhân trên mạng đi, chứ Phản Phúc tiểu nhân chứ làm gì mà công tử. Thật ra tiểu nhân mà Phản Phúc á thì đã tồi lắm rồi. Nhưng mà tự cho mình là một người có học vị, có trí thức, một người ở trong ngành, một người được đào tạo mà lại Phản Phúc như vậy thì nó còn tệ hơn cả một tiểu nhân luôn nè. Tệ hơn một tiểu nhân luôn. Chứ đừng nghĩ rằng là mà người ta gọi mình là công tử là ngon, không phải đâu. Còn tệ hơn là người tiểu nhân. Những con người này cho mình cái tôi và tự cho mình một cái quyền sinh sát bất cứ người nào trái với, đi ngược với lòng của mình, đi ngược với là cái sự hà hiếp của mình, thì hơi ngáo cái quyền lực ở trên không gian mạng này rồi. Mình chỉ là một YouTuber, mình không phải là luật sư, mình cũng không phải một ông quan tòa, mình cũng không phải là một công an điều tra, cảnh sát hình sự hay cảnh sát Interpol để khi nào là cảnh sát hình cảnh quốc tế. Mình chẳng là cái gì hết, mình chỉ là một YouTuber mà bây giờ được gắn cái mác là Phản Phúc công tử, còn tệ hơn cả tiểu nhân luôn nữa. Một người mà xã hội này người ta không chấp nhận được mà người ta phải đào thải, loại bỏ để không còn những kẻ làm mất trật tự, xáo trộn trong cái nền tảng mạng xã hội. Mình đi đến đâu thì đều bị người ta ghét. Còn cô công chúa Hồng Loan thì đi đến đâu cũng được nhiều người thương mến. Nào là chụp hình, nào là tặng quà, nào là tặng tiền. Cô ấy không phải là một ca sĩ nhưng là một nghệ sĩ trong lòng của khán giả bao lâu nay. Chỉ cần cô ấy cất tiếng hát thôi thì tiếng vỗ tay ầm 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 lên. Trong khi đó Phản Phúc công tử thì lại nói rằng người thì đông nhưng mà vỗ tay thì cái le que không. Một người chỉ ngồi ở trên nhà, chỉ khoác lác, không có đến hiện trường, không dám tường tận ánh mắt mình để nhìn vào cái video khi mà Hồng Loan trình diễn, chỉ biết lấp liếm, nói cho có. Một con người mà lúc mà thương á thì trái áo cũng tròn, mà ghét không phải là giống như cái câu ca dao của mình hay nói nữa, không phải là chỉ ghét là bộ hồn cũng méo, mà ghét này á là hận, sân, si, muốn chà đạp, muốn trù dập người ta cho chết luôn. Hãy là một người đàn ông đi, Phản Phúc công tử. Mình là một người đàn ông chững chạc đàng hoàng, có gia đình, có vợ, có con. Hãy đối mặt với những người đàn ông với nhau để nói chuyện với nhau. Ở ngoài đó biết bao nhiêu người đang chăm chích mình. Tại sao mình cứ tấn công ni với Hồng Loan, tấn công người ta rửa tiền mà chính bản thân mình là người có phải là trong sạch hay không? Hay là mình đã ủ mưu rửa tiền với lại ông luật sư ngủ quên và đang đi đằng sau với cô Sáu, với những người mà bây giờ gọi là tội phạm, những người mà xã hội này chê trách, muốn loại bỏ đi, những con người mà giang hồ ở Mã Lai, thì bây giờ Phản Phúc công tử lại bắt tay với những người đó. Tôi nói cho bạn nghe, chỉ cần bạn bắt tay, bạn lấy thông tin bạn cho là chính xác của một cô giang hồ bên Mã Lai thì người ta đã đánh giá con người bạn như thế nào rồi. Hãy nói với tôi bạn của bạn là ai thì tôi sẽ nói bạn là con người như thế nào. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Quý vị khán giả ở bên kia, quý vị có thể bình tâm suy xét lại những câu nói của mình. Đừng nghe những gì Phản Phúc công tử nói mà hãy nhìn kỹ những gì Phản Phúc công tử đang làm. Bạc mật ong của người này bán là toàn là giả mạo không, mua có 160-200. Những người khán giả ở gần nhà Phản Phúc công tử đã bình luận và nói cho tôi biết như vậy. Không có mật ong rừng, mật ong rừng không có rẻ như vậy. Và tôi cũng đã từng chứng kiến như là những anh em ở U Minh đi vào đó để cây sào trước gió hay là sau gió như thế nào để cho ông ruồi hay ông ấy nó bu vô nó làm, chứ không phải những người có kinh nghiệm đi rừng đó. Và sang Vlog tôi cũng đã từng coi cậu ấy một cái tổ bự gì nè cắt xuống, tại vì ở mé dưới là còn mấy con nhộng, mấy ông con này kia nọ, người ta để người ta không có lấy nguyên cái tổ xuống, người ta cắt cái chỗ nào có mật thôi. Cái tổ bự chậm chạp nha mà lấy được có một lít mấy, mà đi là 5-6 người
chuẩn bị hành trang rất là gian nan cực khổ lắm, làm gì mà bán 100-200 ngàn rồi đưa qua cho Phạm Phúc công tử bán 400 ngàn, không có đâu, rất là mắc luôn. Và vấn đề mà đông trùng hạ thảo thì chúng ta cũng đã biết rồi, Phạm Phúc công tử ấy, ăn lời như thế nào rồi, qua mặt khán giả một cách ngoạn mục ghê chưa. Nhưng trời, cái này là người ta nói là cái việc bằng nghĩa bất dung tình, đi hại người ta rốt cuộc là hại chính bản thân của mình. Cái hóa đơn nằm trên in trong cái thùng đó, cho nên người ta mới biết rằng Phạm Phúc công tử ăn trên xương máu của người ta, ăn trên đồng tiền của người ta hết 1 triệu mấy, mua chỉ có 1,4 triệu mà giảm hét giá là 2,5 triệu. Một gian thương chính hiệu. 10 câu nói của cậu này nói ra chỉ nó gần gần đúng được một câu thôi, còn tất cả đều xạo hết. Quý vị thường nghe cậu này nói ba của Hồng Loan họ Ngô ở Đồng Nai bây giờ có hay không? Không có, thấy không? Còn khẳng định nữa rõ ràng mẹ ở Bến Tre có đâu? Nói Ni sẽ bị bắt ở qua Kim và qua bên Mã Lai, có không? Không. Thách đấu Ni livestream và đi được máy bay về thua 120 triệu có không? Không có. Không thua, lên kèo nhưng chạy trốn. Con người này là lật lọng như là bản bánh tráng vậy các bạn. Chỉ vào Facebook người ta rồi tìm kiếm những cái quá khứ của người ta rồi môi lên tự vẽ một cái chân dung khác để đánh đồng dư luận và dẫn dắt dư luận. Cậu ấy chỉ có cái hay nhất là biết cái gì mà ném đá dấu tay. Bây giờ ngày xưa thì còn ném đá dấu tay, còn bây giờ thì khác luôn, ngậm máu phun người luôn. À, ngày xưa làm thì chối bãi bãi, còn bây giờ thì ngậm máu phun người luôn. Chính cậu ấy là những người phạm tội xui cái cô sáu bên bển đưa cho cậu ấy làm vấn đề sao kê đi để cậu ấy tẩy trắng. Còn cái vấn đề rửa tiền thì tôi nghĩ rằng cậu ấy có một phần hùng hay là có tay chân với là ông luật sư Ngũ Quỳnh chắc chắn luôn, 100% luôn. Tại vì cái hình thức mà cậu ấy nói chuyện đó các bạn, thì cậu ấy đổ tội quy chụp cho Ni, cho nên chúng ta phải suy nghĩ ngược lại những gì mà câu chuyện của cái cậu này nói. Vâng, thì cũng cảm ơn tất cả quý vị đã bao lâu nay ủng hộ cho Cali Sài Gòn. Hôm nay thì chúng ta đang nói về Mã Tư Quốc Thanh đứng ngay chỗ cánh gà nhìn cô con gái hát, cô con gái của Cố Tri. Nhưng cũng là giống như con của mình rồi, không các bạn ha. Thế hệ này qua thế hệ khác, chỉ còn Mã Tư nhìn những đàn gà con lớn lên và đi tiếp chặng đường nghệ thuật mà cha ông để lại. Cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like, một lượt đăng ký kênh. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong một video lần sau. Xin chào.